Rồi xin giao lưu kế tiếp có mã số là 579. 579 là một cây cẩm thị mini, sống khỏe luôn nha. Đây. Vừa rồi mình mới sang chậu xong bắt đầu nó đi lọc non nữa là cây nó ok. Đó. Ở trên này nó có một cái cục. Cây này có hòn dưới này là 16, cây cao là 23, cây này mini thôi nha. Đang nằm cái chậu, chậu này đường kính cỡ tầm 20 lọt lòng thôi, chậu men xanh. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn chậu nha. 400k bao ship luôn chậu. Cẩm thị mini. Đây, ở đây nó có một cái cục rất là quái. 400k bao ship luôn chậu nha. Cây khá là duyên. Rồi vườn xin qua cây này luôn.